Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 từ trình bày về vai trò của sự sáng tạo trong cuộc sống hiện đại. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 7 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Nói đến tuổi trẻ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều nghĩ ngay đến sự sục sôi, nhiệt huyết, những điều tươi mới, hoài bão lớn về một tương lai sáng lạn. Mỗi bạn trẻ đều phải trang bị cho mình những mục tiêu và sự sáng tạo trong công việc cũng như cuộc sống để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy thế nào là sự sáng tạo và chúng có ý nghĩa ra sao? Sáng tạo là việc chúng ta phát minh ra những điều, những thứ mới lạ giúp cho cuộc sống trở nên thuận tiện, dễ dàng, hiện đại, tiện nghi hơn để thay thế cho những thứ có sẵn. Sự sáng tạo vô cùng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống này, nhất là thời kỳ phát triển hiện nay. Cuộc sống ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu con người không sáng tạo, không tiến về phía trước thì sẽ trở nên lạc hậu và bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, sự sáng tạo khiến cho cuộc sống của con người trở nên tối tân hơn, tiện ích hơn. Không chỉ giải quyết được những nhu cầu cần thiết mà còn khiến cho cuộc sống thêm phần thú vị hơn. Con người sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, khám phá được nhiều điều mới lạ hay ho. Con người, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay, không những cần sáng tạo trong cuộc sống mà cần sáng tạo trong cả việc học tập để tìm ra phương pháp học tập tối ưu nhất để tiếp thu, chuyển thể kiến thức thành bài học cho bản thân mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều người có tư duy, lối sống lạc hậu, không chịu tiếp thu, sáng tạo để tiến bộ mà cứ ôm khư khư cách nghĩ của mình. Những người này sẽ khó có thể tối ưu hóa được cuộc sống và trở nên bảo thủ, trì trệ. Mỗi người sẽ có một lối tư duy sáng tạo khác nhau. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Hết đoạn văn. Cảm ơn các em đã lắng nghe.